Trong video này thì em sẽ gửi tới các anh nhìn xem về chiếc xe VIP số tự động, một chiếc xe rất an toàn, tiện nghi, hiện đại, form dáng đẹp và giá thành rất là rẻ luôn, chỉ hơn 100 triệu thôi. Các bác đã mua được mẫu xe này về dùng rồi. Một mẫu xe mà được rất là nhiều người ưa chuộng, ưa thích, yêu dùng, tin dùng. Tại vì form dáng đẹp, hiện đại, tiện nghi và giá thành thì lại rất là hấp dẫn luôn, đúng không ạ? Giá thành rất là hấp dẫn luôn. Đây, em có thể nào mở các bác nhà mình xem về bên trong nội thất của chiếc xe nhé. Cửa thì cánh cửa kia bị khóa một chút. Đây, nội thất đấy ạ. Nội thất hoàn toàn được trang bị là ghế da màu đen nhé. Tắp nô, tắp ni được thiết kế là một chất liệu da xịn, một chất liệu da cao cấp. Số tự động các bác nhá. Chiếc xe thiết kế còn số tự động này, đi rất là nhàn luôn. Vô lăng 4 chấu, có tu khí nằm ở giữa vô lăng. Có màn hình, có camera lùi. Đấy, và có cửa lock rồi các bác nhá. Chiếc xe được trang bị có cửa lock luôn. Đấy, và có rèm che nắng phía sau luôn này. Rèm che nắng phía sau nhá. Rất là nhiều túi khí ở xung quanh xe. 6 túi khí xung quanh xe luôn các bác nhá. Xe trang bị 6 túi khí an toàn. Rất hiện đại và rất tiện nghi. Mẫu xe này là một trong những mẫu xe mà ngày xưa rất là giá trị. Mẫu xe tiền tỷ luôn các bác nhá. Nhưng mà bây giờ thì những dòng này bên em toàn bán ở mức giá từ 130, 140, 150, thậm chí có những con đẹp vừa rồi em bán đến 180 triệu một chiếc. Trong Việt Nam hiện tại em cũng đang có một chiếc các bác nhá. Đang có một chiếc đời 2004 và giá đang chào bán là 180 triệu đồng. Đối với cái chiếc xe Pomodel đó nhá. Chiếc này biển 29U0488. Chiếc xe biển Hà Nội một chủ từ đầu luôn. Đây. Đây là chiếc xe Pomodel mà bên em mới về này, và sau video này em sẽ giới thiệu về chiếc xe đó sau nhá. Chiếc xe đó là biển 29T3093, cũng là một chủ từ đầu luôn. Bên em toàn lựa chọn những cái mẫu xe đẹp, mẫu xe chất về để quay lên để giới thiệu các bác, phục vụ các bác. Những mẫu xe mới đem bán đấy ạ, thì bên em cũng sẽ cam kết đảm bảo cho các bác luôn về những vấn đề lỗi của xe nhá. Là xe không bị đâm xô, không bị tai nạn và không bị ngập nước, không bị thủy kích. Máy số ngon. Mọi chức năng của xe đang hoạt động đầy đủ. Đấy, giấy tờ an ninh pháp lý chuẩn chỉ các bác nhá. Sang tên bất cứ lúc nào luôn. Để các bác nếu mà đang quan tâm đến xe bên em thì các bác cứ xem xe trước đã. Còn những vấn đề thủ tục mua bán hay vận chuyển thì bên em hỗ trợ cho bác mình tận tình luôn các bác nhá. Để làm sao các bác mua xe bên em được dễ dàng. Đấy, chiếc xe này thì các bác có thể nhìn thấy này. Đấy, xe đã được lên một dải đèn LED nằm ở dưới chân bóng đèn pha. Đấy, chân pha đen, đúng không ạ? Với lớp sơn rất là bóng mượt, sạch sẽ luôn, đúng không ạ? Tiếp sẽ quay chi tiết từng phần nhé. Đấy, la răng đúc nguyên bản này. Và xe thì được trang bị có phanh ABS các bác nhá. Đây, nội thất bên trong đây. Em quay phần nội thất bên trong khu vực này thì các bác mình xem qua một chút nữa. Đấy, gương kính của xe được điều chỉnh hoàn toàn là điện và có chế độ cụp gương tự động này. Đấy, và đây là vị trí nhớ ghế các bác nhá. Mình có thể đặt nhớ ghế ở vị trí này. Đấy, hệ thống gương kính được điều chỉnh ở điện. Đấy, ghế điện các bác nhá, có chế độ nhớ ghế luôn. Các bác mình có thể đặt ghế tùy theo chế độ. Đấy. Và rất là nhiều một số những chức năng khác được nằm ở vị trí này. Đấy. Chỉnh âm thanh, chỉnh đèn. Túi khí nằm ở giữa vô lăng 4 chấu các bác nhá. Bây giờ thì em sẽ quay các bác xem chi tiết phần hình thức bên ngoài, quay gần một chút để các bác ngắm về xe nhá. Sau đó thì sẽ quay đến phần nội thất bên trong sau. Với lớp sơn bóng mượt sạch sẽ các bác nhá. Thân vỏ đẹp, không bị bả matit. Và một cặp đèn pha của xe thì còn rất là trong, đúng không ạ? Rất là trong. Và đèn này khi đeo ban đêm rất là đảm bảo về ánh sáng các bác nhá. Rất đảm bảo về ánh sáng luôn. Một dàn lốp của xe này còn tương đối là dày. Đây còn tương đối là dày luôn. Các bác về đi thoải mái một thời gian nữa. Là răng đúc của xe không bị xước sát gì. Đấy, sơn xi cũng vậy nhá, không bị xước sát gì luôn. Đăng kiểm của xe đến cuối năm, đến tháng 12 năm 2020. Đấy, dòng này các bác nhà mình đi đăng kiểm 6 tháng một lần. Mỗi lần đi đăng kiểm là hết hơn 1 triệu. Đấy, sơn xi sạch bóng các bác nhá. Đấy, đèn tích hợp gương, đây được tích hợp đèn xi nhan. Đấy, vị trí này nước nhá các bác nhá. Đấy, chỗ này là nước này. Đấy. Nước vừa rồi em để bắn vào.
sơn xi bóng vẩy sạch sẽ. Thân vỏ xe là không bị đâm đụng va quẹt gì, cho nên là thân vỏ xe còn đẹp. Cánh cửa xe rất là khít luôn. Và kính của xe được bọc dán 3M, bọc dán phim cách nhiệt. Khi các bác đi những lúc nắng nó sẽ không bị nóng ở bên trong. Khung gầm của xe là không bị han gì mục mọt gì các bác nhá. Đây, không bị han gì mục mọt gì đâu. Đây gầm đây thì em quay gầm luôn nhá. Những dòng xe Comfortel này thì tôn vỏ nó rất là dày. Nó rất là dày, rất là cứng, rất là chắc luôn. Cho nên là để mà han mọt thì cũng rất là khó đối với cái mẫu xe Comfortel này nhá. Và tôn vỏ nó dày như vậy thì các bác như mình đi nó sẽ cảm giác rất là đầm và rất là chắc chắn luôn. Rất đầm và chắc chắn luôn các bác nhá. Chiếc xe thân vỏ dày thì cũng có một cái ưu điểm nữa là các bác chạy nó sẽ yên tâm và nó sẽ đảm bảo an toàn tính mạng cho các bác ngồi bên trong, đúng không ạ? Khi xảy ra tai nạn, khi xảy ra một cái vấn đề gì đó thì chiếc xe này nó bảo vệ cho người ngồi bên trong rất là tốt vì khung vỏ dày, vì nhiều túi khí, đúng không ạ? Cốp sau rộng nhá, cốp sau rất là rộng. Và đèn pha, đèn hậu đây các bác thấy này rất là trong. Và đèn hậu sau cũng là đèn hậu zin đấy ạ. Xe trang bị có cảm biến nùi. Có những cái mắt cảm biến nùi. Đây, những cái mắt cảm biến nùi này. Nó, những chỗ lõm lõm lại đấy ạ. Đây là những chỗ mắt cảm biến nùi nhá. Đây, sơn xi sạch sẽ gọn gàng. Đây, đang quay gần để các bác nhà mình ngắm đây nhá. Các bác ở xa, ở gần hãy xem hết video. Các bác ở gần thì mình xem qua, đến xem xe trực tiếp luôn. Các bác ở xa thì hãy xem kỹ. Nếu nếu thích thì bên em sẽ chuyển xe tới tận nhà cho các bác nhà mình luôn nhá. Cho dù là các bác ở bất cứ đâu, kể cả là các bác ở trong khu vực miền Nam, bên em cũng sẽ chuyển xe tận nhà để các bác nhà mình nhận xe luôn nhá. Rất đơn giản luôn. Cho lên xe đồng, chở một loạt. Hôm nay thì cũng giới thiệu với các bác là bên em cũng chở 4 con vào trong khu vực miền Nam nhá. Gần như là ngày nào bên em cũng có xe bán vào trong miền Nam luôn. Rất là nhiều xe được bán trong miền Nam. Các bác xem hình thức, còn về chất lượng bên em sẽ đảm bảo cam kết cho các bác luôn để các bác được yên tâm. Và các bác cần biết thêm gì thì mình hãy alo trực tiếp để được biết thêm nhá. Và hãy kết nối Zalo cho bên em để được tư vấn và để được xem thêm. Các bác muốn xem thêm chiếc xe này hoặc là chiếc xe nào đó, bất kỳ một chiếc xe nào đó mà đang có ở tại cửa hàng bên em thì các bác hãy kết nối Zalo nhá. Gửi hình và tư vấn. Và các bác hãy kết nối cho bên em theo địa chỉ Facebook là Trăm Ô Tô Hải Dương, đây là trang cá nhân. Và trang fanpage thì các bác hãy kết nối cho em là Mr. Trăm Ô Tô Vũ thành phố Hải Dương. Được xem thêm về hình ảnh xe cũng như là video về xe nhá. Rất nhiều xe được đăng tải, được tải lên trên đó rồi các bác nhá. Đấy, đây là cái cánh đằng trên của bên phụ này. Đấy, rất là đẹp và nhìn rất là sang luôn, đúng không ạ? Keo chỉ của xe thì các bác yên tâm, không mất phần nào cả. Lòng trong cái cửa xe vẫn còn rất là bóng, đúng không ạ? Da xịn nguyên bản theo xe các bác nhá. Phần tắp đi cánh cửa cho đến phần tắp nô là một chất liệu da xịn nguyên bản theo xe luôn, chứ không phải là bọc lại đâu các bác nhá. Này ghế này, đây là ghế da. Bộ ghế da vẫn còn đẹp. Ghế này thì cũng có làm lại. Đấy. Phanh tay này, rồi cần số này, rồi màn hình này, hệ thống điều hòa ô tô tự động. Rất là mát và sử dụng tốt luôn. Chìa khóa khiển nguyên bản theo xe. Những đồ nhựa bên trong của xe, những cái cửa gió này, một số những cái phần nhựa khác là không bị gãy vỡ, rách bất cứ chỗ nào nhá. Và ghế bên đây cũng được trang bị là ghế điện. Đấy, hai ghế trên được trang bị là ghế điện. Đấy, và đây là phía sau này, những cái phần gioăng này, những cái phần mép cánh này. Đấy. Xe cửa lốc hoạt động đầy đủ nhá. Cửa lốc hoạt động trơn tru và đầy đủ luôn. Và bây giờ thì là chi tiết cái mép cánh đằng sau. Đây, cánh đằng sau để các bác xem. Bốn cánh đẹp đều. Đây, các bác thấy này, bốn cánh đẹp đều. Những cái mép cửa, những cái vách cửa xe đẹp, không bị han gì gì. Và âm thanh của xe thì nghe như vũ trường luôn. Âm thanh của xe nghe cực đỉnh luôn các bác nhá. Nghe cực đỉnh luôn đấy ạ. Đấy, bộ ghế da còn đẹp, còn mới đúng không ạ? Ghế này hiện tại đang lùi xuống cho nên là phía đằng sau các bác nhìn hơi chật một chút nhá. Dòng này thì nội thất của nó rất là to và rất là rộng.
to hơn, rộng hơn so với lại một số những dòng xe khác. Dòng xe này dòng xe phân khúc hạng D các bác nhá, cho nên là rất là to cao dài rộng. Phân khúc hạng D đấy ạ. Và đây là một cái cánh cửa nữa đây. Phần nội thất bên trong đang được em Trâm giới thiệu chi tiết đầy đủ. Thì các bác nhà mình xem video và xem hết video để cảm nhận về xe nhé. Các bác thấy ưng chiếc xe nào thì các bác hãy nhấc máy lên alo trực tiếp để được bàn cụ thể về thủ tục mua bán, thủ tục vận chuyển và về giá cả các bác nhé. Tất nhiên thì chiếc xe này nó không phải là chiếc xe đẹp xuất sắc, nhưng mà cũng là một những chiếc xe còn tương đối đúng không ạ? Còn chiếc xe còn đẹp. Đấy. Chiếc xe không bị xấu, không bị kém. Và đây là một cái cánh nữa. Keo chỉ của xe thì còn nguyên cả xe. Bốn cánh đều được trang bị thiết kế là chất liệu da xịn, da cao cấp, nhìn rất là sang trọng đúng không ạ? Đây, gương chỉnh điện này, kính chỉnh điện này, nhớ ghế này, đây là loa nhá, đây là loa, những vị trí này được sơn giả vân gỗ. Ghế trên này là ghế điện, dòng xe Pomodel bản đủ 2.4 thì nó sẽ được trang bị là ghế điện các nhá. Chiếc này là Pomodel 2003, số tự động máy 2.4, bản đủ các nhá, chứ không phải bản thiếu đâu. Đây, phần tắp nô đây. Phần tắp nô, phần đồng hồ của chiếc xe. Đấy, các bác nhìn thấy đây. Đấy, vô lăng vẫn đẹp nhá. Vô lăng của nó những cái phần da khâu vẫn còn da xịn. Đấy, không bị rách, không bị nhau. Trần của xe thì vẫn là trần lý. Đấy, cửa sổ trời được hoạt động bằng điện. Mình điều khiển bằng điện các bác nhá, chứ không phải là điều khiển cơ đâu. Đấy, bây giờ thì em mời các bác xem phần gầm và phần máy của chiếc xe Pomodel này. Các bác cần xem thêm bất cứ vị trí nào của xe thì các bác hãy kết nối Zalo cho bên em nhé. Bên em sẽ gửi chi tiết cho các bác nhà mình. Đây, cô lốp ba bô lê rồi gầm của chiếc xe hiện tại em đã quay. Phần này là phần quan trọng của chiếc xe đây này. Phần động cơ đúng không? Đây, da máy của xe rất là sáng, rất đẹp luôn. Phần da máy này các bác xem này. Đấy, những chiếc xe với phần da máy đẹp như này thì cũng sẽ không có nhiều đâu ạ. Đấy, phần da máy của xe rất là sáng luôn các bác nhá, rất là sáng đẹp luôn nhá. Nắp máy các thứ vẫn còn nguyên. Đây, cái củ máy của nó rất là sáng đẹp luôn này. Em đang quay gần các bác xem này. Về máy của xe thì các bác yên tâm, máy còn rất là tốt luôn nhá. Máy rất là chất luôn nhá. Máy số rất là chất luôn. Máy êm, chạy bốc khỏe. Và hiện tại thì về máy và số của xe là không có lỗi, bên em cũng đã cho kiểm tra rồi. Đấy, với chiếc xe biển Hà Nội một chủ từ đầu sử dụng. Đấy, cho nên là xe vẫn còn tương đối là cứng đẹp. Rồi nhá, thì em cũng đã quay xong về chiếc xe Pomodel 2003 này. Các bác đang quan tâm mua mẫu xe này về sử dụng gia đình đi trong cái dịp cuối năm này thì các bác hãy nhấc máy gọi điện cho bên em để bên em tư vấn cho các bác nhé. Một chiếc xe vẫn còn cứng cáp và với giá thành cũng hợp lý thôi, đúng không ạ? Còn rất là nhiều xe khác mà hiện tại đang có trong cửa hàng thì các bác nhà mình hãy đến xem xe trực tiếp nhé. Tại phố Nguyễn Thời Trung gần chỗ bến xe Hải Tân và gần cầu Cất của thành phố Hải Dương. Các bác đến xem hay alo cho bên em nhé. Thì bên em sẽ chỉ đường cho các bác nhà mình để các bác vào xem xe. À, vâng, ok. Thì video em xin được kết thúc và các bác hãy nhớ ủng hộ em bằng cách nhấn like nhé. Nhấn like, nhấn chia sẻ. Rồi mình muốn xem thêm những chiếc xe khác thì hãy ấn đăng ký kênh, ấn theo dõi kênh và ấn hình quả chuông bên cạnh để được thông báo những cái chiếc xe mà bên em khi em đăng lên. Các bác nhá. Rồi ok, em xin cảm ơn và xin được hẹn gặp lại.